Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người là làm thế nào để chúng ta có thể là kéo view, kéo sub cho cái kênh YouTube của chúng ta nhé mọi người nhé. Và làm thế nào để chúng ta bật điều kiện kiếm tiền được duyệt. Và mình khẳng định ở trên đây là 90% là kênh của chúng ta sẽ được bật kiếm tiền nhé mọi người nhé. Và mình đã áp dụng cái cách này cho rất nhiều kênh YouTube của mình rồi. Đây, thì hiện tại là mình có một cái kênh mình cũng đang làm và hiện tại là chưa được bật kiếm tiền, thì mọi người có thể nhìn thấy thì cái nội dung của mình sẽ cho mọi người xem cái nội dung nhá. Ở trong cái phần nội dung này đó, thì cái phần video dài của mình thì hiện tại là chưa có nhiều lượt xem. Cái video dài này thì mình chỉ để kiếm thêm 4.000 giờ xem thôi, và mình muốn tăng sub thì mình tăng rất nhiều cái video ngắn. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái video ngắn của mình. Mọi người có thể đăng 1 tiếng một cái video ngắn, và cái nguồn video ngắn này thì chúng ta có thể là lấy ở bên cái TikTok Trung Quốc nhé mọi người nhé. Đây mình vào cái số liệu phân tích cho mọi người xem nhé. Bởi vì nó không như cái điện thoại, mình lại dùng quen là cái trên điện thoại, và hiện tại là trong 48 giờ là cái lượt xem video của mình ấy là nó đạt vào là 36.000 lượt xem. Đa số là ở cái video ngắn là nhiều. Và cái thời gian xem thì cái giờ này thì mình không tính nhá. Cái giờ này thì chỉ tính nếu mà các bạn bật kiếm tiền ấy thì chỉ tính ở trên cái video dài thôi. Và cái video ngắn đấy thì mình chỉ để là kéo lượt đăng ký kênh thôi. Đó, ở đây là mình đã đủ lượt đăng ký rồi. Và bây giờ là hiện tại là 2 ngày thì mình có tầm độ 1.500 đến 2.000 lượt đăng ký. Ở đây mình sẽ vào cái điều kiện kiếm tiền cho mọi người xem này. Đây thì hiện tại là mình đang được 1.000 giờ xem rồi, và trong 365 ngày đó thì được 1.095 giờ xem. Thì mình chỉ đợi những cái video dài của mình mà khi mà đủ cái ở đây mà có đủ cái điều kiện đăng ký ấy, thì mình sẽ xóa hết tất cả những cái video ngắn đi. Bởi vì những cái video ngắn đấy thì nó không phải là cái video của mình đó. Và khi mà cái video dài, các bạn để ý cái nội dung của chúng ta nhé, cái nội dung của những cái video dài này thì các bạn phải lưu ý là những cái video dài này là chúng ta phải tự làm nhé mọi người nhé, thì chúng ta mới có thể là bật kiếm tiền một cách dễ dàng được. Các bạn không nên lấy những cái video của người khác, còn những cái video ngắn này thì chúng ta lấy thoải mái, chúng ta đăng nó không ảnh hưởng gì cả. Và mình đã áp dụng cái cách này cho rất nhiều kênh của mình rồi. Đây mình có những cái video ngắn ấy, nó rất chi là lượt xem nó rất chi là cao ấy, nhưng mà hiện tại là mình không xem được ở đây, ở trên cái máy tính này số lượt xem này. Đây mọi người có thể nhìn thấy mình có một cái video ngắn nào nó rơi vào tầm độ 1.800.000 view đây đó. Thì tất cả những cái video này nó sẽ kéo view, kéo sub cho các bạn nhé. Và khi mà lượt sub cao rồi thì là nó sẽ đẩy các kênh của các bạn, mà khi mà người ta tương tác nhiều ấy thì cũng có thể là người ta thấy cái video dài của các bạn hữu ích thì người ta có thể là vào xem nhé mọi người nhé. Đó là cách chúng ta kéo sub đó. Thì thực ra là cái giờ xem ấy, cái giờ xem thì chúng ta phải tính từ cái video dài, bởi vì cái video ngắn thì không được tính giờ xem nhé mọi người nhé. Còn nếu mà tính giờ xem cả video ngắn nữa thì kênh của mình đủ điều kiện để bật kiếm tiền rồi. Ok, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta kéo sub cho cái kênh YouTube của chúng ta. Còn nếu mà các bạn mà có thời gian chờ đợi ấy, thì chúng ta nên làm từ từ. Bởi vì sao, là khi mà có view rồi thì nó sẽ có sub nhé mọi người nhé, chứ chúng ta không cần phải kéo sub này đâu. Bởi vì cái kênh này của mình đang 34.000 sub, nhưng mà hiện tại là chưa có thu nhập. Đó, nó không bằng cái kênh mà mình đang quay video cho các bạn xem đâu. Cái kênh mà đang quay video này cho các bạn xem thì còn uống được vài cốc trà đá một tháng. Đó rồi, thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích thì cho mình một like đăng ký nhé, và chia sẻ video giúp mình. Còn bây giờ mình xin khép lại cái video tại đây, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.